Vâng, trận đấu tiếp theo. Bản lề trong trận đấu thứ tư. Vâng, trận đấu bản lề trong trận đấu này. 1 đều rồi. Vâng, chạy thôi. Bàn trong tay Văn Hưởng. Sói chậm thôi, dồn bàn bên mình chứ bên kia quân gì. Hitmark là quân phía đối phương. Hoàng Công Nghiệp trận này là người cầm Hitty, còn game thủ Kỳ Văn Linh thì cầm Mark C. Trong đó Hưởng cầm bàn và U98 là người cầm dồn. Và Mark C nó cân đôi đấy. Pan Miran, chúng ta cùng xem Văn Hưởng đánh bàn như thế nào. Nếu có đánh bàn không? Vâng, chúng ta cùng trở lại với trận đấu này. Palmeiran không dừng dành cho game thủ Văn Hưởng. Vâng, phá đồ với Mark C bên phía đối phương. BB được thiết kế rồi. 98 có thừa gỗ thì bơm bớt đây. Thiếu khá nhiều gỗ đến từ game thủ Văn Hưởng trận này. BL trước đi. Đối đầu Maxi và bài về là Maxi là bạn cũng nghiền nghiệt thôi, không quá khỏe. U98 mà cầm Roman cân đường hit bên phía đối phương thì thoải mái đi. Bài pan này đang hơi khó chơi nhưng mà không có rừng, các bạn thấy rừng ở rất xa phải đi đập lô rừng, kích đời được trong 14x như vậy là vẫn thoải mái. Bắt đầu ăn vàng đến từ Văn Hưởng rồi. Đây là bãi vàng của em, CBS đem. Xin được con ngựa giò. Vâng lệ. Rồi đang xin giò đây rồi. Và đang đợi lên công giáp. Một cái ruộng ở đây. Giò đã có đâu, chỗ nào đây? Rồi như vậy Hưởng đã nhìn thấy rồi, đang lao lên. Q98 chỉ cho một tơn ăn hoang của người cầm Max C. Công đi. Chưa công chưa giáp gì cả, có đồ ăn hoang gì không? Về cái ruộng này lên đây phải một lúc nữa mới chơi được. Vâng, đang đi tìm ra đàn hoàng của đối phương. 98 thì mất giò rồi. Mà thì máy game thủ U98 tham bài của em là 22/24, nâng cấp bánh xe. Vâng, công ca. Công ca đi. Công ca thì phải đóng luôn đi em. Đóng BK dành cho game thủ U98. Trong đó Hưởng đã kinh dân của Max C rồi. Công ca vào nhà hit team tuần này. Liệu vào được không? Và một tê thủ ở đây. Ôi ôi em ơi, phải tách vào bên trong. Thôi gà, không sao, chém trước con tê rồi. Cho tí gỗ nào. Dắt hết chém sang đây đi. Vâng, Hitty lấy cung thủ phù, cạn lời. Vâng, cung thủ phù, phải cầu nổ cái phù cho anh. Mặt này vào được không? Không vào được rồi. Gọi là phù nước ca nhá. Thông tin báo về là U98 Hưởng đã ăn được bãi vàng của đối phương. Đây là Văn Hưởng. Tham lai của em đang là 20/24. Ăn được bãi vàng thì cầm Hitty về phía đối phương. Bài Hitty này nó cung vớ vẩn em ơi. À có hốc, không. Đây bài Hitty của hốc. Hitty chưa bánh xe đâu. Trong khi đó Hưởng đã lên bánh xe, quay lại chém mát đi em. Quay lại chém mark đến từ game thủ Văn Hưởng. Thì bãi vàng của Hitty vẫn còn tí nhá. Và đang tìm mark C về phía đối phương để cho Win8 công ca. Lúc nào Win8 có ca thì hô anh em quay lại chơi cùng nhá. Và 1L 1A đến từ Văn Hưởng. Và phù được 2 con ca. Mark C là có dân đi quản U98 rồi, có chém đi quản U98 rồi này. A18 của em. Công ca này yếu lực đấy. Công ca mình nghĩ là hơi sai khi đối phương đánh cung thủ phù. Trở lại này máy Văn Hưởng, trận này Hưởng đã thi đấu tốt. Bạn 57E có cung R rồi, thêm một nhà BA nữa nào. Đà kẹp cung R thì cũng không sợ ít cho lắm. Quay về đánh thủ đi em ơi. Đánh thủ cho khỏe đi, đi sang chém trên Mark C đi đã. Và Hitty còn lâu mới ra được cửa nhà. Từ từ thôi. 22/24 dành cho Văn Hưởng. Đây bãi vàng đến từ cầm Max C. Đây Hưởng sẽ chém vào, cũng vừa có rồi, đưa ra bắn thôi. Max C sẽ fit sau turn này. Đánh fit Max C đưa thế 2-1 CE đi em. Cũng vừa bắn đây rồi, không hiểu có Max C được thủ kiểu gì. Là đà đến chém cũng ngồi bắn. Các bạn kéo chém về thủ từ là đà sẽ chém đối phương. Rồi sang bài gỗ. Rồi chém. Rồi nó chạy rồi. Sang bắn bãi vàng Hitty nữa. Cho ông rồi đi trước và tìm phù Hitty mà rơi. Rồi thông tin báo về là U98 đã đốt Y của Max C rồi. Rồi cho ông rồi bắn bãi vàng, một cung rồi bắn bãi vàng thôi. Thì con cung ở gần đấy thì không cho, thấy còn xa. Còn có Uy Xiên đến từ gần Max C. Vâng là sau 2 cung R đóng thêm e. Đâu, chỗ nào? Ở đây rồi. Bắt được tân dân Max C nhá. Bắt được tên dân Hoàng Max C chết hẳn cái này rồi. Chú ý ở nhà ruộng. Thở đấy. Vâng, chạy đến từ Văn Hưởng đâu, ở chỗ nào? Máy máy game thủ U98. Tham lai em là 23/32. Bắt Hitty và bắt cả Max C. Chú ý kìa, nhìn bản đồ con em ơi. 23/32 dành cho U98 tên này. Vâng, chém cả Y luôn. Không xoắn. Rất khỏe. Và Y nó đang xiên cũng rát phết. Đây là máy máy Văn Hưởng. Bắt được chưa? Đây này. Con này được bắt được không? Vâng, thêm một chiếc BS chạy ở đây. Vâng, vẫn còn 3 con dần nữa. Đây là Maxi. Maxi chết hẳn rồi đấy. Vâng, 32 là tham lai pan. Đây, đang sang rồi. Sang kê nhà U98 khỏe lại. Hai anh em đánh to ra là được mà. Vâng, đi quản Maxi lại tơn nữa. Em bắn bãi vàng Hitty chưa? Đấy, bắn người tốt rồi. Tí đều là đà đây. Đang chơi với Y của Maxi. Chạy ngừa. Maxi đã ngừa mà. Y ra 4 rát phết đấy. Là đà mới ra kìa. Đâu, chỗ nào đấy 98? Đỗ Y đối phương. Màu 1 luôn đồ cho Maxi sau Y kìa, màu 1 đấy kìa. Chém cung R đi. Vâng, là đá pan của cung R giáp 4 của Hitty, khoái thế nhờ. Vâng, Hoàng Công Hiệp đánh chắc quá. Cung thủ phù lên giáp 4 cho cung R luôn. Làm lại là 26 trên 36. Đốt Y của Maxi. Đúng là quân nào thì gom gom nó vào. 98 tham bao nhiêu? 98 tham lại chỉ còn là 17 thôi. Banh ghét rồi. Đi tù tụ khá đồng quân trong trận đấu này. Cái gì? Vâng, lại còn có cả ca lúc nãy phù được đấy, một đầu rồi. Tỷ số chắc là 2-1 trong trận đấu tư dành cho team Scarlet. Chúng ta để thua trận thiếu bản lề này rồi. Vâng, một trận đấu mà Văn Hưởng phải đi đập lô rừng. 2-1 trong trận đấu tư, lại cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo của trận đấu này.